cũng có lúc gặp cảnh thập tử nhất sinh. Máu rất cần cho việc cấp cứu và điều trị. Nếu không có sẵn máu để truyền khi người bệnh có nguy cơ tử vong. Vì vậy, máu rất cần thiết để cứu sống sinh mạng con người. Nguồn máu phải có sẵn để chờ người bệnh, chứ người bệnh không thể chờ máu được. Chúng ta hãy vận động mọi người đi hiến máu càng đông, máu dự trữ sẽ càng lớn, càng cứu sống được nhiều người. Những ca khúc được sáng tác sau đây đã hưởng ứng cuộc vận động hiến máu thật cảm xúc và thúc giục. Mời các bạn cùng nghe, cùng hát và cùng tham gia vận động mọi người đi hiến máu. Hãy mau hiến máu anh.
thăm vào lòng đất, dòng máu ta quyết bảo vệ quê hương trong thời bình, dòng máu ta để bảo vệ sự sống, dòng máu ta để cứu người bạn ơi. Một giọt máu mang lại sự sống, một giọt máu mang niềm hy vọng. Hãy hiến máu vì nhân đạo, hãy hiến máu vì tự hào, vì tự hào là dòng máu Việt Nam. Một giọt máu mang lại sự sống, một giọt máu mang niềm hy vọng. Hãy hiến máu vì nhân đạo, hãy hiến máu vì tự hào, vì tự hào là dòng máu Việt Nam. Trung tâm hiến máu nhân đạo Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh chân thành cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của các nhà tài trợ đã nhiệt tình ủng hộ cuộc thi sáng tác ca khúc, truyện ngắn và tiểu phẩm về hiến máu nhân đạo. Sự thành công tốt đẹp của cuộc thi sáng tác với nhiều tác phẩm hay góp phần to lớn cho việc động viên người dân đi hiến máu ngày càng đông đảo hơn, giải quyết tình trạng khan hiến máu hiện nay. Đây là danh sách các nhà tài trợ: Công ty Đông Nam Associate, Xí nghiệp chế biến hàng xuất khẩu cầu tre, Công ty giày Bình Tân Bitas, Công ty dược phẩm Safaco, Cơ sở gia vị Kim Tinh, Công ty dịch vụ du lịch Văn hóa Việt, Công ty may Sài Gòn 3, Công ty may da giày An Phước Pierre Cardin, Cơ sở bánh Như Lan, Thượng tọa Thích Như Niệm chùa Pháp Hoa, Xí nghiệp mì Miliket, Thẩm mỹ viện Nguyễn Xuân Ái, Cơ sở tạo mẫu Thu Ba, Phòng khám Việt Trung, Ông Văn Công Chúng, Công ty Vina USA. Mong rằng các nhà tài trợ tiếp tục ủng hộ chúng tôi để cho phong trào hiến máu nhân đạo ngày càng phát triển.